người bạn trai có trách nhiệm với người bạn gái, mà cái người bạn gái cũng vẫn có trách nhiệm với người bạn trai. Đó là hai người hiểu nhau. Đúng rồi, hiểu nhau rồi mình sẽ cái gì cũng nói chuyện được, quay lại thì mình ok, hai người sẽ giúp đỡ nhau. Nhưng mà nhiều khi cái chuyện tiền nó cũng dễ làm chia tay lắm. Chuyện tiền mà khó nói á, vượt lên nhiều thứ nó mới đến được, nhân duyên nó mới đến được. Còn nhưng mà lần sau là đừng có vụ đó nữa. Nhiệm vụ đàn ông phải lo cho mình, ok? Ồ, ok. Không, cả hai giờ mình đồng đẳng rồi mình. Mà tôi cứ nói vậy đi. Ok, good. Good, không phải good, cũng phải good nữa. Rồi, tình trường của anh sao? Thì Cát Tường thì mình cũng có hai cái mối tình. Mối tình đầu tiên là cũng 53, 55 tuổi, tình đầu tiên. Mình tham vui, gia đình lúc nào cũng có vui. Rồi, chào anh, bây giờ mình sẽ... Tường. Nhìn đi, nhìn kỹ coi dữ không? Thôi, ở ngoài thì tuyệt vời. Tuyệt vời. Rồi, giờ anh giới thiệu về bản thân mình đi nè. Chào Cát Tường, chào bạn gái bên kia và chào mọi người. Mình tên là Nguyễn Huy Đệ, 34 tuổi. Cách đây 9 năm, hiện tại là 43 tuổi. Cũng rảnh ghê á, là sinh năm 77. Bằng tuổi tôi đó. Tuổi con rắn đó, lên đường tình duyên á, chị Cát Tường. Rồi, mình quê ở đâu? Thì quê mình hiện tại là cũng ở Sài Gòn, Hồ Chí Minh luôn. Quận mấy? Ở quận Bình Tân. Hiện tại mình cũng làm về cái mạng IT, cũng quản lý hệ thống máy những đơn vị ở cũng ở trong Sài Gòn á chị Cát Tường. Còn em? Chào chị Cát Tường, em chào anh bên kia. Chào em. Em tên là Nguyễn Thị Kim Ánh. Thì hiện tại em làm việc ở Sài Gòn, quê em thì ở Long An. Rồi mình đang làm việc ở đâu anh? Dạ em làm việc ở quận 12 á chị. Dạ em làm bên website á chị. Ồ sao hình như nó cũng có cái gì đó giống về máy tính. Ánh năm nay nhiêu tuổi cưng? Dạ em sinh năm 1983 chị. Điểm mạnh điểm yếu của cưng là gì anh? Trong công việc á, thì em rất là cẩn thận, theo ý mình đúng ý thì mình mới hài lòng. Yếu á, thì em là dễ bị lạc đường á chị. Mình có khó tính trong công việc không? Bình thường hả chị? Bình thường hả? Rồi, thế còn Đạt thì là điểm mạnh điểm yếu của anh là như thế nào? Điểm mạnh của mình á thì mình hòa đồng, mình thân thiện, nói chung là thích nói chuyện mọi người, giao tiếp mọi người lắm. Và cái điểm yếu là mình khi mình trầm quá, nên hai cái giọng mình không có hay. Trầm tính hay là trầm giọng? Trầm tính đó. Trầm tính sao nó thích nói chuyện với mọi người? Thì thích để tại vì tính mình trầm quá mình thích nói chuyện nhiều hơn đó, mình chỉ bên ngoài thôi. Chẳng như về nhà tính mình sẽ trầm, nó cũng có theo từng giai đoạn. Mình tính trầm thì nhiều hơn. Đôi khi là mình hơi bừa bộn về coi cái cuộc sống. Nó cũng đồ đạc nhiều lắm, sửa máy tính thì đồ nó quá trời quá đất luôn. Bài bừa đầy nhà luôn phải không? Chính xác là như vậy. Vô mà có kiếm cái chỗ ngã cái lưng nó không có luôn. Không phải chừa ra chỗ kia chứ. Bên đây, tình duyên sao? Em thì cũng có quen được một mối tình do người nhà làm mai á chị. Rồi nhưng mà cũng không có hợp, quen được một năm. Không hợp cái chỗ nào? Do ngày xưa thì em cũng có một số vấn đề về công việc đó, rồi em cũng không có muốn ảnh là, tại vì ảnh thì ảnh lo nhiều quá đó, thì mình cũng không có muốn là mình làm gánh nặng cho người ta. Lo nhiều quá là lo gì? Ý là cái công việc của mình nó không có được tốt á, thì người ta sẽ lo lắng cho mình nhiều hơn. Trời ơi, em con gái mà em sợ chi mình vô duyên vậy. Đàn ông trách nhiệm ta phải lo cho mình cũng đâu có cần người ta gì đâu, người ta ví dụ nhiều khi cũng giúp đỡ cái tinh thần rồi, cái đó là trách nhiệm của người bạn trai. Tự nhiên cái mình rục rịch công việc cái là mình sợ người ta lo cho mình cái mình chia tay. Đôi lúc có trong cái cuộc sống không phải là riêng người bạn trai có trách nhiệm với người bạn gái, mà cái người bạn gái cũng vẫn có trách nhiệm với người bạn trai. Đó là hai người hiểu nhau. Đúng rồi, hiểu nhau rồi mình sẽ cái gì cũng nói chuyện được, quay lại thì mình ok, hai người sẽ giúp đỡ nhau. Nhưng mà nhiều khi cái chuyện tiền nó cũng dễ làm chia tay lắm. Chuyện tiền mà khó nói á, vượt lên nhiều thứ nó mới đến được, nhân duyên nó mới đến được. Còn nhưng mà lần sau là đừng có vụ đó nữa. Nhiệm vụ đàn ông phải lo cho mình, ok? Ok. Không, cả hai giờ mình đồng đẳng rồi mình. Mà tôi cứ nói vậy đi. Ok, good. Good, không phải good, cũng phải good nữa. Rồi, tình trường của anh sao? Thì Cát Tường thì mình cũng có hai cái mối tình. Mối tình đầu tiên là cũng 53, 55 tuổi, tình đầu tiên. Mình tham vui, gia đình lúc nào cũng có vui hết trơn, niềm vui rất nhiều. Không giờ mình nghĩ cái chuyện là phải có bạn gái hết trơn á. Khi má mất được một năm thì mình thấy là chắc cũng hơi buồn buồn, rồi mình mới kiếm được một cô bạn. Thì cô bạn đó thì mình quen cũng được tầm có 4 tháng thôi. Thì cả hai người là không có đến với nhau được, tại vì do là cái lối suy nghĩ, sống cuộc sống của mỗi người khác nhau nhiều quá. Tháng chắc cũng chưa có gì đậm đà mặn mà chưa. Thì chúng yếu là mình đi chơi rồi nắm tay nhẹ nhẹ thôi. Mối tình thứ hai thì là cũng là một năm sau, thì cũng quen cô bạn này cũng bằng tuổi. Nói chung thì cả hai nói chuyện cũng được, nhưng mà điểm cái là nói chung là cô bạn nó hơi nóng tính quá đi. Đôi khi là hơi cổ hơi làm cho mình thấy anh như là áp lực. Thứ hai là cổ như là cái người sau này khi mà về là có thể là cái sự xung khắc giữa hai người rất là cao. Thôi mình nghĩ chắc cũng hơi khó đó. Quen được bao lâu? Cũng được 6 tháng. Thân mật hơn được chút. Hơn được chút, ok, vẫn đi nói đi ăn chú nói chuyện này cũng ok. Mà chỉ mất với bạn là hai người nói chuyện với nhau thôi, thì hai người cũng xem tuổi á, thành ra là không có cái vụ đụng chạm ở đây. Tóm lại là ông còn trinh. Thì ok là như vậy. Trời ơi, bộ chốt vấn đề 43 tuổi còn trinh ông nội ơi, thiệt tình khổ ghê vậy đó. Tại vì xưa nhà khó lắm, đâu có dám mà có gì mà sơ hỏng chân đâu làm bị chữa chết. Lấy vợ nha. Trời ơi, buồn lắm á chứ. Đợt này quyết chiến nha, quyết chiến quyết thắng nha. Ok, chị Cát Tường cố gắng lên. Mà có khó tính không? Không, mình rất là dễ tính đó chứ. Không, tôi nghĩ mấy người này ế già là dễ khó tính. Nhưng mà chắc là do cái mình sự mình gặp gỡ gì nọ chưa hợp như cái mình á, làm cho mình là mình không đến được ý với họ thôi, chứ sự không. Tại mình chơi rất nhiều bạn mà, nếu mình chơi được nhiều bạn thì tính mình cũng cởi mở chứ đâu nó khó tính đâu. Mình muốn tìm một người vợ tương lai là như thế nào? Thì mình thích một người bạn là họ có sự hòa đồng, vui vẻ, thông minh chút xíu, đảm đang một chút xíu. Cái chút xíu đó của ông mới khó đó trời ơi. Thông minh xíu, đảm đang xíu. Chút xíu thôi mà chứ đâu cần nhiều. Nhiều mình nói là chẳng như là có này có kia, nhưng chút xíu thôi. Gia giảm thêm á, chẳng hạn như là khi không có này thì thêm chút xíu vô, chứ không cần là nhiều mức độ vậy. Ngoại hình. Ngoại hình thì tương đối là được. Từ tương đối đó cũng mệt lắm á. Tương đối là sao? Cao, thấp, mập, ốm như thế nào? Cổ điển, hiện đại hay là mỗi thứ chút xíu? Mình nghĩ thì cao thấp một lùm không quan trọng. Quan trọng á. Có một chút quan trọng á. Lùm cũng có xinh thì cũng lùm mà. Ừ, mà nhưng mà giờ mình thích cái gì? Thích lùn hay thích cao? Thích mập hay thích ốm? Đừng nhìn nói giống tôi, người giống tôi là tuyệt chủng rồi. Thì Cát Tường là cũng xem tương đối á. Trời ơi, trời ơi, mộng ước thật vời vợi. Được rồi, vui thôi. Bên đây em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em cần tìm một người là họ chân thành, tôn trọng em và tôn trọng vào yêu quý những người xung quanh, sống hòa nhã hòa đồng với mọi người, vui vẻ hài hước, em thích vậy. Rồi gì nữa? Ngoại hình em cũng không có quan trọng quá về ngoại hình, vừa vừa là được rồi. Vừa vừa một người là coi như là tương đối, người vừa rồi. Rồi đâu đưa chị coi cái hình coi, dễ ẹt kiếm đi, cổ trọng á. Thường Ánh có thích trang điểm không ta? Đây lựa đi, có ảnh nó trọng đó. Thích cô nào? Mình nghĩ chắc là cô ở giữa. Do cảm nhận hay do suy đoán hay do tính toán hay do cái gì? Tại vì tính của Ánh là trầm, cô này là vui nè, cô này là ấy nè, cô này là tròn. Cô này tròn thì có thể là cô đã có gia đình rồi. Ủa, tròn là có gia đình rồi hả? Phân tích hay ghê. Nhìn cái hình vậy biết cô này vui, nhìn này biết cô này tròn có gia đình rồi, cô này trầm. Rồi anh giữ cô trầm đó đi. Bên đây anh này. Rồi giữ nguyên hiện trường nha. Rồi thôi được rồi, mời hai người nhìn về cửa trái tim. Em chào anh. Dạ chào anh. Chưa có mở ra đã chào. Đoán là chính xác đó. Dạ. Tại vì cái cô ở giữa là đúng là về ảnh đó. Em sao? Anh đoán sai rồi. Đoán sai rồi. Chứ trời, anh nó đúng mà, dễ gì mà. Tại mấy bạn kia đã không đẹp trai bằng anh. Được, một điểm tự tin là điểm cộng. Rồi nè, tự tin quá. Anh hôm nay anh đi thì anh có đem theo một món quà để gửi cho anh. Đứng đây anh. Dạ. Em cũng có món quà để gửi anh. Dạ. Rồi anh cảm ơn anh nha. Ý nghĩa món quà đi anh trai. Thì phụ nữ thì hoa hồng phải trao cho nữ. Ủa có đó bông hồng hả em? Hồng này mỹ phẩm. Rồi tự nhiên la bông hồng, tuổi nông rồi. Ngoài ra anh có cuốn sách. Sách gì vậy cưng? Đẹp có phong cách chị. Thực sự anh như chị Cát Tường nói đó, là có vẻ là anh khó tính. Thực sự thì anh không thích những bạn xăm xơ nhuộm sữa. Không, mình không đụng chạm, tại vì cái đó là cái sở thích của mình thôi, chứ mình đụng chạm với ai. Mỗi người có cái đẹp riêng. Ở đây không có xăm sơn, đụng sữa gì hết trơn á. Ok rồi đó. Dạ. Người ta quyển sách này là cũng nói chuyện là vì cái về tâm hồn thì nó vẫn là hay hơn. Với tâm hồn thì nét xuân phấn ở ngoài thì nó chỉ là nhất thời, còn với đẹp tâm hồn thì nó sẽ lâu dài hơn. Rồi thôi vui quà ta đi. Không xăm sơn đụng sữa rồi ha. Nhuộm sữa tôi có hết á. Cái từ này nét đẹp truyền thống hiện đại xíu. Truyền thống hơi đại xíu. Em tặng cho anh cái viết để có gì mình hỗ trợ trong công việc thêm cho tốt hơn. Ghi nhớ thêm. Ghi nhớ thêm hả? Rồi ok, cảm ơn anh rất nhiều. Ý nghĩa người ta đơn giản hết sức vậy đó. Được rồi, bây giờ các Tường sẽ dành riêng thời gian cho hai anh chị ha, cho đôi bạn trẻ tìm hiểu nhau và cùng thưởng thức một cái buổi ăn trưa. Xin mời. Ít phút nữa chị Tường quay lại nha, trò chuyện nhau thật là kỹ. Rồi thời gian việc làm bài của anh là có nhiều thời gian không để chẳng như đi chơi với bạn bè, du lịch này nọ? Cũng có anh. Dạ. Thì đa phần mình chỉ làm giờ hành chính thôi. À, giờ hành chính thôi. Từ thứ bảy chủ nhật có Ánh được nghỉ ngơi gì không? Dạ em được nghỉ ngày chủ nhật anh. À, chủ nhật hả? Ừ. Hiện tại là Ánh đang trọ ở gần đâu? Quận mấy? Em ở quận 12. À, quận 12 hả? Dạ. Ừ, thì chắc đó còn chắc gần anh á. Ừ. Thường Ánh có thích đi chơi chỗ này chỗ kia không? Chẳng như là du lịch chẳng hạn, đi ăn uống? Dạ, thì cũng có anh. À, có hả? Mà chắc ít đi ha? Dạ, cũng hơi ít đi. Chắc bữa nào anh vẫn đi. Thì Sài Gòn cũng nhiều cái được đặc trưng làm thực cũng khá nhiều. Dạ. Ánh hãy nói về Ánh đi. Dạ em thì cũng vui vẻ, cũng dạ thì những người mà dạng như là mới gặp á thì em cũng hơi ít nói, ít dạng như mình cũng chưa có cởi mở được á, nhưng mà ví dụ như những người thân quen vậy á thì cũng vui vẻ. Em hay về dưới quê không? Dạ thường lắm anh, cỡ cuối tuần, thường cuối tuần là em hay về 1 tuần 2 tuần lại. Chắc là ba mẹ vẫn còn hả? Dạ ba em mất rồi anh, chỉ còn mẹ. Dạ. Mẹ Ánh lớn tuổi chưa? Dạ cũng lớn rồi anh, nay 83 tuổi. Ồ, mẹ lớn tuổi ha, vậy chắc là nhà phải người chăm á. Dạ đúng rồi anh. Út bỏ đi vậy sao mà chăm mẹ? Dạ có chị, anh chị á. À chị hả, ok em. Anh thì thường anh thích làm gì rảnh rỗi? Anh thì hồi xưa thì anh cũng hay thích gặp bạn bè lắm. Thì anh thì bạn cũng khá nhiều. Cuối tuần thì lúc nào cũng có bạn mời đi ăn uống này nọ đó. Thì hiện tại bây giờ anh thì cũng ít bạn rồi. Ở nhà thì anh thường là chơi với lại mấy anh em. Cuối tuần thì mấy anh em gặp mặt lại nhau đó, rồi nói chuyện chơi, rồi ăn uống một xíu. Thì mẹ anh thì mọi người sống rất hòa đồng. Là anh sống gia đình, riết cuộc sống anh vui quá, được khi là anh cũng quên cái chuyện mà mình phải kiếm niềm vui riêng. Phải quay lại thì thời gian nó trôi khá nhanh. Chả như anh thấy anh như vậy thì em có sợ về cái tuổi tác hay không? Cũng hay có nói em ha. Dạ, cũng không có nhiều, khoảng cách cũng không có nhiều. Dạ. Vậy không sao em. Nói chung tại vì anh với Ánh cũng chưa gặp nhau nhiều á, anh ta cũng chưa trao đổi để mình biết nhau nhiều hơn. Tại như Ánh thích ăn thì bữa nào anh sẽ dẫn Ánh đi ăn này nọ. Dạ. Từ em Ánh thích ăn những món gì? Em thì cũng đơn giản anh chứ. Đơn giản hả? Dạ. Dê nè, cừu nè, hay những món này lạ? Dạ không, em thì thích ăn những cái món bình thường thôi. Xem Hiền vậy, Ánh có ăn chay không? Dạ có anh. Vậy chắc ăn chay là một tuần là 4 ngày đó hả? Dạ một tuần 2 ngày anh. Có khi tuần 4 ngày nhưng mà thường thì tuần 2 ngày. Có vẻ là Ánh là hiền á ha. Không, dạ không hành động gì trơn á. Ta ăn chay mà đủ ăn cừu, ăn đồ xong đủ ăn thịt cầy luôn đi. Không, thịt chuột ngon lắm chơi chứ chị Cát Tường à. Ok thì ăn chay cũng được, món chay ở Sài Gòn vẫn nhiều mà. Có vấn đề gì? Hôm nay em đi có ai đi theo không cưng? Dạ có một chị bạn. Chị bạn. Còn mình đi có ai đi chung không anh? Chị Tư tại mình các bạn mình kẹt việc á, chị Tư nên là bạn không đi chung được. Rồi mời bạn của Ánh vô trong này em ơi. Rồi giờ giới thiệu về mình nha, em chơi với Ánh là mối quan hệ như thế nào chị? Dạ, em là hàng xóm, năm nay em sinh năm 78 là 43 42, nhỏ hơn hai đứa mình 1 tuổi. Dạ. Nay bình thường thì mình chơi ở xóm mình thấy Ánh là như thế nào? Bình thường thì nói chung là Ánh mẹ ở thì cũng chưa được lâu lắm nhưng mà em thấy nó hiền lành. Chứ nó ít nói lắm. Không có trai hả? Em cũng kiếm người làm mai nhưng mà tại cái tuổi Ánh nó muốn nhiều hơn cho nên không có. Nghĩa là muốn quen người lớn tuổi hơn hả? Muốn người thì lớn tuổi hơn cho nên là chững chạc, phải dạng như là phải chín chắn, trưởng thành. Em muốn lớn hơn khoảng bao nhiêu, cỡ anh này vậy được chưa? Khoảng chục tuổi không em? Được chưa? Như vậy được chưa? Dạ được rồi. Vậy là ok rồi. Ok rồi, hợp lý rồi. Thế hôm nay em nhận xét anh trai như thế nào? Dạ em thấy anh cũng được, còn nữa thì hai người tự quyết định. Thật ra tuổi này mà trai chưa vợ, gái chưa chồng là cũng hơi hiếm á. Dạ. Đúng không? Mà tại sao ông này giờ tới này mà ông chưa có gia đình thì ông cũng thuộc loại hiếm luôn. Cho nên là em nếu em có cảm hứng thì em phải tìm hiểu, em khám và phá. Chứ người ta là cũng còn trai nheo nhẽo đó. Đó, đúng không? Thì anh hiền lắm, đừng có khám phá anh. Quan trọng đàn ông vẫn là cái người chủ động. Để em gái nó dù sao cũng nhỏ hơn mình mà nó cũng chưa có kinh nghiệm luôn. Vậy dắt em bạn gái đi. Rồi em còn muốn nói gì với cặp đôi này nữa không? Em nói là nếu như anh mà muốn quen Ánh thì anh có thể chủ động. Tại vì Ánh nó hiền, nó nhút nhát lắm. Không thì thường nói phụ nữ nào cũng về hiền trơn. Nhưng mà thường là về xong là mọc nanh. Thì chừng nào mọc nanh thì mình tính sao? Mọc nanh thì nói chung là cũng do mình nữa, người ta mới mọc nanh được. Nhưng mà người phụ nữ của mình phải mọc nanh mình mới thành người. Là thay má ta dạy ta nên người đó. Đúng rồi. Bây giờ má mất rồi mà không có người phụ nữ mọc nanh bên cạnh thì anh thành cái gì? Cũng hay ha. Đúng rồi. Rồi chị cảm ơn em nha. Rồi để coi coi hai bạn này tiếp tục với nhau như thế nào. Đây bóc bài chơi. Này gì từ không phải bài thiệt đâu, bóc đi. Có thưởng hả? Yêu cầu chương trình ở trong đó đó, bắt hít đất thuộc dầu gì đó, đọc lớn lên. Ồ. Có bạn nữ thì đọc lớn lên đi. À, bạn nữ hãy chọn một trong ba hành động sau để thể hiện với bạn trai. Một là nắm tay, hai là ôm bạn trai từ sau, hai là vuốt tóc bạn trai, ba là vuốt tóc bạn trai. Rồi nói cảm xúc, chọn đi em. À, chọn cái số 1 đi chị. Số 1 nắm tay, rồi bước qua cho người ta đi, chứ không lẽ bắt người ta đi qua nắm tay nữa. Thiệt lời muốn chết rồi hả. Rồi anh cũng bên đất thèm nha. Nắm trời, nắm 30 giây người ta mới cảm nhận. Người ta 10 giây đủ rồi, 5 giây đủ rồi. Đừng tào lao. Tại anh hơi lạnh. Ok, tại em tay của anh rất mềm. Người ta nói cảm xúc chứ bộ anh nói sao mà. Cảm xúc của em như thế nào? Tay hơi lạnh. Tay hơi lạnh. Em có run không? À, dạ hơi run. Vậy thôi đó hả? Dạ. Có lạnh, có run. Rồi mời em. Đây, bóc một lá đi cưng. Rồi đọc lớn lên. Coi cái gì ở trọng. Em hành hạ ảnh cho chị coi. À, cái này mình đổi được không chị? Chị đọc lên đi. Ok, đổi được. Đổi cái gì mà đổi? Đọc lên coi. Chàng trai bế cô gái trong 15 giây thể hiện sự khỏe mạnh. Dạ anh không khỏe đâu ta. Anh thấy sao anh? Wow. Wow. À, tại vì mình mới gặp nhau tới khi mà động tác đụng chạm không hay, cái chắc chị có thường cho bạn đổi. Tại vì Ánh thì cũng hơi hiền đó. Người ta mà gì quá. Tôi không phải gì cổ hơi hiền mà tôi thấy cổ mặc váy. Rồi cho em ưu tiên đó nha, chứ đó giờ chị chưa bao giờ cho ai đổi đâu đó. Đúng không chị? Lần này là phải ráng chịu nha. Đặt cấp cho em rồi đó. Chàng trai xin phép nắm tay, sau đó hôn tay cô gái rồi nói cảm nhận. Trời ơi lời quá. Ok. À, anh nắm tay em nha. Ok, khi anh nắm tay anh thì có vẻ tay anh cũng mềm và ấm. Cũng chung là tay anh thì nó hơi lạnh quá. Gặp anh đây thì còn hôn nữa cha. Hôn. Ừ, xin ta đi. Chắc anh cho gửi một nụ hôn trên tay của anh nha. Cái cảm ơn. Ủa nó cảm nhận nổi. Bàn tay nhẹ nhàng, thơm. Ồ, tuyệt vời. Có điện không? Có cảm xúc không? Ồ, cảm xúc nhiều của chị Cát Tường. Về chỗ. Nói chứ vui, lâu lâu mình mới gặp được người bạn cùng trang lứa của mình mà còn bị ế nên mình thấy vui á, phấn khích trong người, không phải mình ế, cho nên hơi chọc ghẹo ảnh chút. Ai biểu đầu tiên vô, mọi người đăng ký tham gia chương trình đầu tiên trước khi ghi hình phải đút lót cho bà mối Cát Tường, đừng có cà khịa. Nãy ông nói Cát Tường dữ quá, ông bịt mắt, ông nghe tiếng tôi, ông nói tôi dữ quá bởi vì nãy giờ ông bị tôi chơi quá trời luôn. Vui không em? Chị vậy để cho em thoải mái hơn xíu, cho em dễ để mình chia sẻ. Giúp anh đó. Dạ cảm ơn chị Tường rất nhiều. Giúp nhiều. Cái quyền quyết định là ở hai bạn ha. Chương trình chỉ tạo cho mình một cái cầu nối thôi. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của Cát Tường, đồng ý thì bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Ok. Rồi nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Rồi tuyệt vời, dễ thương. Rồi nắm tay nhau đi nè. Bây giờ quan trọng nè, hồi nãy là chương trình bắt buộc, còn bây giờ là sự thật. Khi bấm nút hẹn hò, mình hãy trao nhau một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên mình gặp mặt. Trời ơi, ông che lại nữa, ông che thấy mệt, ông ghê vậy đó. Khi mà ghi hình á, thì em thấy là hơi run, hơi hồi hộp, cũng hơi lo lắng. Anh thì trước khi chuẩn bị vào ghi hình thì anh chuẩn bị cũng khá nhiều thứ cho sự chuẩn bị chu đáo, như là về quần áo, về những yêu cầu của bên tổ chức đưa ra. Nói chung là nó cũng hơi có gì đó, nó hơi bụng bỉ xíu thôi, mình để cho cái đó nó trọn theo chương trình. Ok. Khi mà ghi hình đó thì em cảm nhận anh là người vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng. Và cảm xúc của em thì em cũng chưa có nói được. Cảm thấy anh là cũng vui vẻ để em. Nếu mà anh thì tại vì anh cũng gặp chuyện đầu đó thì chung là anh lớn rồi, cảm xúc cũng không bị chay rồi, nên là anh nghĩ là chẳng có điều kiện thời gian nữa, anh sẽ gặp chị Ánh để trao đổi nhiều hơn. Tại vì đó phải cần thời gian chứ không làm như là gấp rút đến mức độ như vậy. Chị Ánh thì vẫn là chị dễ thương mà có thể nói chuyện cũng nhẹ nhàng. Anh nghĩ thì là chị Ánh sẽ đi ăn uống cà phê. Thì tại vì mới gặp nhau thì anh nghĩ trước khi nói chuyện đi, đi ăn uống này nọ, có cái chuyện đó nói nhiều hơn. Đó thì chắc là như vậy. Sau đó thì nếu mình được thời gian nữa thì đi chơi đâu đó về nhà, anh sẽ về nhà chị Ánh chơi, rồi anh sẽ mời chị Ánh qua nhà anh chơi.